Giết một con gắn đời trước Mà đời sau phải trả mạng Vị này là người xuất gia Vô tình Đã giết chết một con gắn Đời sau ông làm quan Chức quan cũng rất là lớn Cũng có đức hạnh Liêm khiết còn con gắn đó cũng đầu thai làm quan Nhưng làm quan thấp hơn ông Nó giết ông Vì đời trước Chính ông quan lớn này Đã từng giết nó Thì quý vị Nghe những công đoạn này Chúng ta là người học Phật nhân quả không sai trịch một chút nào cả giết mạng là đền mạng thiếu tiền là trả tiền thiếu tình là trả tình thiếu cái gì thì trả cái này mà quý vị phải nhớ chúng ta thiếu khi trả phải có lờ tăng thêm đó nhận đức lúc mười mấy tuổi ở dưới quê thường đi dân câu ếch giết rất là nhiều trùng thí dụ như một con trùng chúng ta móc hai cái đầu nó chừa một đoạn cho nó ngon ngoe ngon ngoe để con ếch nó thấy được con trùng ngon ngoe như vậy thì nó chụp con trùng thì dính vào lưỡi câu Khi dính vào lưỡi câu Móc một bên miệng Con ếch Thì chúng ta đến chụp con ếch Và cầm ngay cái lưỡi câu Xây ngang đại Thì tét cái miệng con ếch Đã làm nghề dân câu ếch Khoảng 2 năm Viết không biết bao nhiêu là loài côn trùng loài ếch và có một thời gian khoảng một năm nhận đức cặm câu bắt cá lăng thì dùng mồi là con cá heo nhỏ lấy cái lưỡi câu móc vào lưng của con cá heo nhỏ rồi để con cá heo nhỏ trên mặt nước cho nó chạy vòng 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 hoài vậy đó thì con cá lăng nó sẽ chụp con cá heo đó dính vào lưỡi câu khi bắt được con cá lăng thì cũng tiếp tục là gịch tét miệng nó và có một thời gian những đức cầm câu cá lóc bắt nhai những đức lấy cái lưỡi câu móc vào cái miệng con nhái treo nó lên nửa người ở dưới nước nửa người ở trên để con nhái nó nhảy chụm 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 thì con cá lóc nó chụp con nhái dính con cá lông việc đó những đức làm cũng khoảng một năm mấy nữa thầy quý vị biết rằng là những đức tạo nghiệp sát sanh rất là nhiều thời gian 11 năm những đức làm thợ nấu nấu đồ ăn mặn quán ăn một ngày gần hai ngàn người ăn thì quý vị, vị nghĩ số lượng một ngày sát sanh như thế nào? Chính những đức thấy có nhân có quả rất rõ ràng. Những đức lúc còn nhỏ làm việc đó thì lớn lên khoảng 16 17 tuổi thì những đức nhất xương sống giống hệt như là ông già 80 tuổi vậy đó. Ngồi đâu cũng không có ngồi Hơn nửa tiếng nổi Cứ nghiêng tới nghiêng lui Vô cùng là nhức Đau xương sông Đó là trả cái nghiệp Móc vào lưng của con cá heo Những đức là thường bị nổi đạn miệng Mỗi lần nổi đạn là chịu nửa tháng Ăn cơm không được Vô cùng là đau những đức chịu đâu hơn 2 năm chờ Hiện tại bây giờ thì ít bao giờ có lắm Và những đức từng chặt đầu ếch Đập đầu ếch Nên những đức lúc 18, 19 tuổi thì nhức đầu kinh niên Ngày nào cũng nhờ người Bắt gió dùm Hai ba lần những đức rất là thích Quý vị biết rằng Những đức vào ngôi tam bảo tu học Khoảng 2 năm Thì những đức ngồi khoảng tỉnh lại một số bệnh của mình hết rồi Nhất sinh sống hết nhức đầu hết Một số bệnh mà những đức chịu một khoảng thời gian rất là dài đều hết 29 tuổi những đức mới gặp được Phật Pháp Thì thời gian những đức chịu cũng khá dài Khi những đức vào ngôi tam bảo Thì chuyên tụng kinh vô lượng thọ Niệm một câu ai di đào Phật lễ Phật Phương Pháp mà buổi sáng quý vị lễ Phật đó Hai năm thôi Thì một số bệnh tình những đức gánh chịu đều mắc sạch Quý vị biết không có thời gian nghỉ bệnh những đức đi vào chùa rất là tích cực siêng năng tích cực vừa tu học vừa làm việc rất là siêng năng buổi trưa người ta ngủ những đức cũng ngủ nhưng tranh thủ thức sớm đi lễ phật mới đi vào chùa một ngày những đức tu bốn thờ thời gian rảnh những đức cho mình một tư tưởng là lễ phật thêm 300 trăm lại một ngày rảnh lúc nào là lại phật lúc nấy mỗi lần lại phật thì cứ điếm cộng vào một ngày là 300 trăm lại còn tu là bốn thờ khi người thầy chủ trì sắp xếp, xếp công việc cho những đức thì những đức giảm thờ khóa công phu lại cứ theo cái sự sắp xếp của người thầy đó Mà những đức tu học Thời gian chỉ có 2 năm Thì một số bệnh Đều là tự nhiên mắc sạch hết Đến ngày hôm nay Cơ thể rất là khỏe Một năm thì thường có bệnh một lần Nhưng cả đại chúng trong chùa thấy rất là rõ ràng những đức bệnh thì bệnh, nhưng tu thì tu. Bệnh thì bệnh nhưng cũng lên thiết pháp bình thường, không có bỏ ngày nào cả. Nếu mà ngày nào những đức bệnh mà bò qua đây không nổi thì những đức sẽ ở bên phòng bên đó lê lết bên bệnh cũng lễ Phật ở bên đó. Đây là anh em sống cùng với những đức thấy rất rõ ràng. Cỡ nào cũng lễ Phật. Vì những đức biết được rằng con người chúng ta nếu không có tâm tự cường mạnh mẽ, phấn đấu thì chúng ta sống đời hay là ở trong đạo chúng ta không bao giờ thành công với việc gì cả. Con người phải có tâm quyết, phải có tâm phấn đấu, phải có sự tự tin đối với chính mình. Như vậy thì chúng ta sẽ vượt qua những cái khó khăn không chi chúng ta là người học được Phật Pháp Phật đã dạy chúng ta rằng Mỗi một con người đến thế gian này Ai cũng phải chịu cái cảnh là Có sanh thì có già Có bệnh thì có chết Không ai tránh khỏi cái già bệnh chết Như vậy đây là định lực tự nhiên Chỗ này không phải là chỗ đáng sợ Nhưng chúng ta thì Nếu không nghe Phật Pháp sâu sắc thì không đồng ý như vậy Quý vị biết Có một cô này Cô đến cô gặp những đức Cô nói rằng Lúc trước con cũng thường đi chùa Đi nhiều lắm thầy Mà thời điểm đó Con cũng còn trẻ lắm Đã biết chùa chiền rồi Đi đến chùa tụng kinh Lễ vật nhưng ít bao giờ nghe được Pháp con đi đến chùa thì ngày đó ngày đó ngồi nói chuyện với vị thầy ở trong chùa thì vị thầy này vui miệng nói một câu nhìn cô sao già quá xấu quá người thầy này nói có một câu như vậy thôi thầy mà con tự ái con bỏ chùa đó suốt mấy năm chờ không đi chùa nữa và con ghét người xuất gia lắm thầy à Từ khi con gặp lại thầy Thì con mới thấy có tình cảm với người xuất gia lại Cô nói rằng là Nhờ thầy thiết pháp Vạch rõ ra cho con nghe Nên con cỡ mở được chỗ đó Nên con cảm thấy rằng Việc đó là chính mình sai Vì con người ai mà không già ai mà không bệnh ai mà không chết như vậy mà con thì rất là muốn người khác nói con phải trẻ nói con phải đẹp chứ không được nói con già đó là tình chấp của cái ta gọi là phiền não chướng chấp rồi sanh ra phiền não chương chỉ có một câu nói mà bỏ chùa suốt mấy năm không đi chùa thì quý vị mới thấy được rằng nghe pháp là chỗ vô cùng quan trọng nếu chúng ta tu hành dụng công nhiều niệm phật nhiều nhưng nếu quý vị không nghe pháp thì làm sao cỡ mở được những chỗ rắc rối trong tâm quý vị mà tu hành có thể tiên chùa chúng ta mỗi ngày đều chia sẻ phật pháp cởi mở tâm tư của những người ở trong chùa. Quý vị biết khi quý vị ở nhà một ngày hai ngày mà không đi ra ngoài được thì mình thấy cũng hơi buồn buồn, tồi túng một chút rồi. Như vậy mà người ở trong chùa chúng ta thì sống xuyên suốt quanh năm không đi đâu. Như vậy mà gương mặt người nào cũng vui vẻ gặp nhau chắp tay ai di đà phật chỗ này là chỗ vô cùng đặc biệt vì sao vì họ nghe được phật pháp họ cỡ mở trong tâm họ những cái rắc rối ra hết rồi họ không có nặng nề nên họ sống vô cùng là vui vẻ không cần phải đi du lịch chỗ này chỗ kia vui chơi gì cả nhưng mà họ sống cũng rất là vui vẻ vì nhờ họ nghe được phật pháp họ biết được một kiếp con người vô cùng là ngắn ngủi ta rất là may mắn gặp được phật pháp mỗi ngày đang hành trì phương pháp giải thoát chỗ này là chỗ vui vẻ nhất của một kiếp con người còn có những người hiện tại đang lao vào dòng sấy của thế gian đang tìm tiền của vật chất đang tìm danh cả cuộc đời của họ dù là tìm có những chỗ đó nhưng thọ mạng khi đến họ già họ chết mà họ Tham chấp vào của cải vật chất đó Họ không buông ra được Thì họ nằm đó Họ không chết được Thì hình tướng của họ như thế nào <laughs> Sắp sửa rồi đó Quý vị ngoài đợi Quý vị có thấy những người giàu Mà gần chết mà hước Mà không đi được chưa Nghèo cũng có nữa vì sao hước hoài mà không đi được vì ngay chỗ tình chấp của cải vật chất vợ đẹp con ngoan không buông xuống được mỗi ngày dính mắt tham chấp vào chỗ đó chiêu cảm đến cận tử nghiệp thì chỗ đó hiện lên và càng chấp nặng nữa nên muốn sống không được muốn chết không yên vô cùng là thảm thương còn chúng ta là người gặp được Phật Pháp mỗi ngày Chúng ta làm chồng thì tròn trách nhiệm làm chồng Làm vợ thì tròn trách nhiệm làm vợ Làm con thì hiếu thảo với cha mẹ Nghe được Phật Pháp rồi Đối nhân sự thế, có tình, có nghĩa Chúng ta sống có trách nhiệm đối với mọi người Công việc gì chúng ta có trách nhiệm với công việc đó Dù là đi làm công cho người ta Ông chủ này tệ bạc trả lương cho mình ít Nhưng chúng ta phải làm việc nhiệt tình đối với ông chủ đó ông làm tốt thì ông hưởng tốt còn chúng ta làm tốt thì chúng ta hưởng tốt ông làm sai thì ông chịu nhân quả sai chúng ta làm sai thì chúng ta phải chịu nhân quả sai của chúng ta từ nơi đó mà chúng ta phải làm tốt phải nhiệt tình với công việc thì tích công lĩ đức một ngày nào đó tức khắc sự nghiệp của chúng ta phát triển đừng bao giờ nghĩ rằng ông chủ này tệ bạc keo kiệt chúng ta làm việc cho ông không có trách nhiệm bê tha với công việc bỏ bê đồ của ông phá hoại của cải của ông đừng bao giờ nghĩ như vậy chúng ta mà làm như vậy là chúng ta tự hại mình tự làm cho mình tổn phước cuộc đời của mình càng khổ ông đời này chưa tu hành nhưng sự nghiệp của ông giàu có là nhờ đời trước của ông có tu nên đời này ông được giàu nhưng nếu đời này ông mà không tu phước ông chỉ có hưởng phước thì chưa hết một đời sự nghiệp của ông đã tan tành rồi chúng ta tu hành phải nghe được nhân quả phải tin chỗ này thì dù là chúng ta có nghèo bị người chê cười bị người mắng nhiếc bị người xem thường nhưng chúng ta luôn luôn sống có đạo đức đó gọi là tích công lý đức <laughs> quý vị phải nhớ gieo nhân gì gặt quả nấy quý vị nhìn xã hội hôm nay có nhiều ông chủ nhà rất là giàu sự nghiệp thì lớn nhưng được bao lâu thời gian thì sự nghiệp không còn nữa quý vị có nhìn thấy hay không ở dưới quê những đức thời những đức còn nhỏ những đức thấy rất là nhiều người giàu nhưng thời gian chưa bao lâu hôm nay họ không còn giàu nữa họ thiếu nợ nần rất là nhiều vì lúc họ đương thờ họ không nghe được phật pháp họ không nghe được nhân quả nên họ tha hồ ăn xài về chính họ Nhưng đối với người thì họ không thương yêu Đối với cha mẹ thì họ không hiếu thảo Đối với anh em thì họ không hòa thuận Từ nơi cái chỗ đó mà họ hết phước Sự nghiệp chưa được bao lâu á, thì trở thành mây khói Rất là nhiều ông chủ Lúc đương thờ thì không biết tạo phước Nhưng khi hết cái thờ thì rất là khổ Chúng ta học Phật nghe được những chỗ này Thì tâm tư chúng ta dù là giàu hay nghèo Chúng ta cũng sống rất là vui vẻ Vì sao? Vì chúng ta biết được rằng một kiếp con người qua rất là nhanh Lây quay rồi đến cái chỗ già bệnh rồi chết Có nhiều cụ già trong chùa chúng ta Các cụ gặp những đức các cụ nói rằng Con nhớ như là ngày hôm qua vậy đó Nhớ hôm nào mái tóc dài tha thước Nhìn cũng đẹp lắm Mà hôm nay á Mái tóc đã điểm xương rồi Nhớ hôm nào đó cười ra 32 cái răng trắng tươi Nhiều người nhìn thấy cũng thích Nhưng hôm nay cười ra đó Còn cái nú răng không à Nhớ hôm nào gương mặt này á, Mịn màng Nhưng mà hôm nay con soi gương Con thấy gương mặt này Nó chỗ đầu mồi rồi Nó nhăn như da cốc vậy thầy ơi nhớ hôm nào bàn tay này cũng bao nhiêu chàng trai muốn nắm lắm đó. nhưng mà hôm nay đưa họ họ còn chưa nắm đó. coi như là cây củi vậy đó. thì quý vị thấy rõ ràng vô thường có tha cho ai hay không chỗ mà chúng ta học được học pháp là có trí tuệ cuộc sống hiện tại chúng ta đang hiện hữu ở thế gian này chỗ mà người trí tuệ có thể làm lợi mình lợi người và khi chết có thể cầm theo được đó là mỗi ngày biết niệm phật biết tu nhân tích đức biết bố thí cúng dường biết thương mình thì biết thương người khác biết hòa thuận với mọi người từ nơi những cái âm đức này mà cặn tử nghiệp chúng ta có thể tiến đến cảnh giới tốt lành chỗ đặc biệt thiện nhất mà mỗi ngày chúng ta hành trì đó là niệm câu A Di Đà Phật. Vì sao chúng ta nói chỗ này là chỗ thiện nhất? Chúng ta mê hoặc điên đảo nên không việc ác gì chúng ta không làm. Hôm nay chúng ta niệm câu A Di Đà Phật này có ý nghĩa. A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. Chúng ta mê hoặc điên đảo thì tha hồ làm ác. Chúng ta hôm nay niệm câu ai với đạo Phật khởi tâm vô lượng giác thì dẹp được cái vô lượng mê. Mê quật mà dẹp được rồi thì giác ngộ phát triển. Giác ngộ mà phát triển thì đoạn ác phát thiện. Đoạn ác thì tiêu nghiệp, phát thiện thì tăng phước. Từ nơi câu ai với đạo Phật này nhắc nhở chúng ta, ngài ngài không làm ác, ngài ngài thường làm thiện thường làm những việc thiện thì ngày ngày bình an còn thường làm những việc ác thì ngày ngày là bất an chúng ta nghe được phật pháp rồi phải thường nghĩ thiện đó là chỗ an tâm nhất nếu chúng ta không nghe được phật pháp thì quý vị, vị biết hành vi của chúng ta rất là tệ từ cái nói cái làm cái đi cái đứng cái ngồi cái nằm của chúng ta bừa bãi lắm Tuy là học Phật được thời gian rồi Nhưng mà tạp khí này của chúng ta cũng chưa hết đâu Cũng còn nhiều lắm á Cách nay hai ngày Chia sẻ để các cụ được sự gắn nhắc nha Giờ đó đâu 8 giờ 40 Những đứa đi ngang căn phòng đó Những đứa thấy sao ai cũng chui vô mùng ngủ hết rồi à mà để đèn sáng quá thôi mình dối tay mình tắt bóng đèn tiết kiệm điện vì lúc nào xài xài còn lúc nào mình không sử dụng thì mình phải tắt chứ không có được bừa bãi xài lãng phí như vậy đó là tổn phước của mình dù là nhà mình hay là nhà ai hay là mình đi đến nơi nào cũng vậy chúng ta đã biết tiết kiệm thì biết giữ phước cho chính mình Chứ không phải là của mình thì mình tiết kiệm Mà của người ta thì mình bê tha đó là mình tệ lắm nghe Mình sống, mình si mình thì sẽ nghĩ được người khác à Mình làm cực mới có tiền Thì đồng tiền của người khác người ta cũng làm cực lắm Người ta mới có Mình phải hiểu cái lý này Thì những đức dối tay tắt bóng đèn thì có bà cụ bắt cầm đèn pin bà gọi vào cái đồng hồ bà coi có mấy giờ mà tắt điện nha bà gọi vào thì bà thấy mới có tám giờ bốn thì bà nói con nào tắt đèn đi thì những đức nói con này nè nên các cụ mình phải cẩn thận lời nói thí dụ như chúng ta đi vào trong nhà vệ sinh chúng ta thấy cái cửa nhà vệ sinh nó đóng lại thì chúng ta biết ở trong đó có người thì mình dù có mắc cỡ nào đi chăng nữa thì mình cũng phải chờ người ta đi ra mình mới đi vào chứ nhưng mà mình đứng bên ngoài mình cứ bon 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 chưa xong gì hết ở ngoài tiếp tục bon 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 chưa xong nữa thì ở ngoài tiếp tục bon 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 thì cái bà ở trong bà nói Tôi bước ra chắc tôi bon mà luôn quá Thì nhiều lúc tức quá ở trong bước ra Bắt đầu là hai bà bụp với nhau Đó là cái chỗ Phật Pháp nhắc nhở xác thực nhất đó Chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng giữ cái quy tắc sống này hết á Người trong chùa càng phải giữ cho tốt chỗ này Có một bà cụ này, bà niệm Phật Bà cũng đạt tiêu chuẩn nha Bà niệm Phật mỗi ngày Thì Cái thân tứ đại này Thì nhất định lâu lâu nó cũng có bệnh hoạn quý vị Thì có một ngày đó Bà bị tiêu chảy Một đêm vậy Bà đi đâu năm sáu lần vậy ta Xong buổi sáng những đứa gặp bà những đứa hỏi thăm bà ngồi nói chuyện với bà Thì bà nói chuyện cho những đứa nghe Mà thấy hay thiệt nha Bà nói rằng là con nhờ nghe thầy nói chuyện mỗi ngày Phiên trong cảnh viên nào cũng phải tập niệm Phật Con cũng niệm Phật giỏi lắm nhưng mà Mấy ngày nay con bị bệnh tiêu chảy thầy ơi Đi te tua hết Nhưng rất là may mắn là con không có bực mình với cái bệnh tiêu chảy Một đêm vậy con ngủ không được Nó cứ lôi con đi hoài vậy thầy ơi nhưng mà đến giờ đi là con đi à. Tính giờ đi con đi à. Con đi vào trong nhà vệ sinh con ngồi á. Thì con quán tưởng gì con thấy cũng nhẹ. Con nói lúc trước mà chưa bị tiêu chảy á. Thì vô đây cũng phải gặn rất là cực. Bây giờ bị tiêu chảy vào cái ợt cái là xong đi ra. Mà con ngồi con quán tưởng thêm cái nữa con nói á chắc là một năm cơ thể mình có nhiều cái cáo bẩn bên trong chưa có tải ra được nên hôm nay mình niệm phật nên cơ thể của mình nó tốt nè nên bây giờ mình bị tiêu chảy để nó tiết những cái cáo bẩn dơ giấy nó ra hết đi để cho nó sạch sẽ thầy biết không con đi vô nhà vệ sinh con ngồi á thầy đi trong đó đó con trong tâm cứ ai di đà phật ai di đà phật trong tâm không có niệm ra tiếng mà niệm trong tâm vậy nên thầy biết ti là đi một đêm năm sáu lần vậy mà con thấy con có bực mình vậy chứ thì con mới thấy rằng là cảm ơn cái bệnh tiêu chảy nhờ bệnh tiêu chảy mà đêm nay tôi đi vào nhà vệ sinh niệm phật cũng được năm sáu lần quý vị thấy một câu ai với đào phật mà trong trạng thái nào quý vị cũng có thể giải quyết được thế chưa rất là đặc biệt nên cái tâm của mình á, nó phải cỡ mở ra với cái bệnh như vậy thì bệnh của thân mà tâm không bệnh thì con người chúng ta có gì đâu mà sợ. Chúng ta vẫn là trạng thái vô cùng là vui vẻ. Nếu mà quý vị bị tiêu chảy, quý vị, vị bực mình khó chịu thì cũng tiêu chảy mà nó tiêu chảy còn ác đạn hơn nữa. Vì cái tâm mình nó, nó bực bội nên cơ thể chúng ta nó bệnh càng nhiều. Còn nếu chúng ta mà vui vẻ quan hỷ như vậy thì nó rất là mau. Cái cô này nói rằng con bị tiêu chảy không bao lâu thì hết sạch mà con còn nói sao mày không tiêu chảy nó đi Đặng mày tiếc những cái cáo bẩn cho sạch cơ thể Đó là mang tâm cảm ơn Nên con người á, thường mang tâm cảm ơn Dù là gặp trạng thái gì đi chăng nữa Mình cũng không, không có bị bực mình sân si khó chịu Chúng ta mà bị bực mình sân si khó chịu Chúng ta tự hại bản thân mình Rất là nặng nề Quý vị biết Những đức vừa gặp Một vị này hôm qua Kể cho những đức nghe một câu chuyện Vị này ở chùa. Trong chùa thì có một số người xuất gia đâu 10 người. Biết rằng là người xuất gia nhưng vẫn còn là phàm phu. Nên tạp khí vẫn còn nặng. Thì anh em sống với nhau nhiều lúc không hòa thuận. Khi ngồi nói chuyện với nhau Người kia vô tình Nói một câu xúc phạm với vị này Nói câu gì? Nói vị này là loài xúc sanh Chỉ đúng một câu như vậy Vị này ôm hận để trong lòng Thêm hai ngày sau nữa Vị này viết một tấm thư để lại Cho người thầy Vị này chào những người anh em khác Xong vị này Dùng một chai thuốc cỏ Uống tự tự Khi uống chai thuốc cỏ Xong thì người ta hay được Chở đi bệnh viện Nhưng Thời gian hay được cũng hơi chậm Nên thứ cỏ thì nó rất là mạnh Cỏ mà xịt qua nó diệt sạch cỏ Thì vị nghĩ uống cho thuốc cỏ này vào Thì nó lan khắp cơ thể nó vàng da lên Mắt nó vàng lên nhìn ghê lắm Thêm khoảng 4 ngày sau Vị này chết Nhưng trong thời gian 4 ngày đó Thì một số anh em đến thăm Nói tại sao? Vì một câu nói mà ông đi uống thuốc tự tử như vậy. Cha mẹ mình sinh mình nuôi mình khôn lớn. Vì một câu nói mà ông giết cái thân cha mẹ ông cho ông. Ông là người tu hành tại sao ông ôm chấp nặng nề như vậy? Thì cái người uống chai thuốc cỏ này nói một câu rằng một câu nói đó Sống thì tôi giữ Chết thì tôi mang theo Tâm địa vô cùng là ghê gớm Đây là cái ta quá nặng rồi Nên người tu hành nghe được công đoạn này Quý vị phải nhớ Phải dẹp cái ta nghe quý vị Khi ông chết Quý vị biết rằng là ngôi chùa đó Chịu một khoảng thời gian gần 4 tháng Ăn không ngon ngủ không yên với ông Linh thức của ông vất vơ vất vưởng Ông đi kéo chân người này đi bóp cổ người khác Đây là chính người ở trong chùa Coi chúng nói với những đức nghe đó Chịu thời gian gần 4 tháng Ông đi kéo chân người này Ông đi bóp cổ người khác Và ông Làm cho cái người mà nói cái câu nói Xúc phạm ông đó phải bỏ chùa đi Người đó bỏ chùa đi thiệt là xa Ông cũng theo người đó Người đó tiếp tục đi nữa Ông theo người đó Người đó trở thành như kẻ cùng tử Đi đầu này đi chỗ nọ rất là sợ Tu hành hết được luôn Quý vị thấy Một cái tình chấp Mà trở thành Một tư tưởng sân si ác độc như vậy Thì quý vị phải ngồi suy nghĩ Người tu học nếu không nghe được nhân quả sâu sắc Thì con người này tâm địa rất là ác độc Rất là chấp nhất nặng nề Nên chúng ta nghe Phật Pháp để cỡ mở cái tâm địa sân si ích kỷ nhỏ mọn Buồn dặn người để trung tâm ra Chỗ này mà quý vị cỡ mở ra được thì quý vị rất là vui vẻ Còn nếu chỗ này quý vị mà không cỡ mở ra được Dù là quý vị tu trăm ngàn năm đi chăng nữa quý vị cũng không được thành Phật nữa Nhất là những người dặn người mà để trong tâm Đây là quý vị tự hại mình Tự giết mình đó Vì sao ngôi chùa đó Vị này Chết đi Có thể bóp cổ những người trong đó Hoặc là kéo chân những người trong đó được Vì sao Có một cái nguyên lý nguyên lý là ngôi chùa đó mỗi ngày không thiết pháp ngôi chùa đó mỗi ngày không nỗ lực lo tu không tin sâu nhân quả nên người trong chùa đó không lo tu nên hương linh mới quấy rầy được còn nếu ngôi chùa đó mà có tu hành thì làm sao hương linh đó có thể quấy rầy được quý vị quý vị là người có tu hành thì không sợ về cái phần vô hình phần vô hình đến chúng ta niệm phật phiên họ niệm phật cùng với chúng ta Chúng ta không có gì sợ cả Như vậy thì phần vô hình này Không hại quý vị được Quý vị phải nhớ Ma bắt coi mặt người ta Nó thấy những người nào nhát nhát Thì nó đến nó ghẹo hoài Mình nhát thì nó ghẹo Còn nếu chúng ta là người niệm Phật Tâm địa chúng ta mạnh mẽ Không nhút nhát như vậy Thì ma nào mà đến Hù giỏi vị được Đơn giản quý vị coi ở thế gian này đi Người nào mà nhát Ai cũng hù được Thì người đó thường là bị lắng ép ăn hiếp Còn người nào mà cứng gắn mạnh mẽ Thì người ta muốn hù dọ cũng không dám Đó là chỗ xác thực nhất chúng ta thấy đó Như vậy thì phần vô hình cũng vậy Họ cũng biết người nào nhát thì họ nhát Còn người nào ghen thì họ không dám nhát Chúng ta là người niệm Phật Chúng ta phải có tâm mạnh mẽ, gan dạ Ma mà đến gần chúng ta, chúng ta niệm Phật cùng với ma Cho ma niệm Phật để ma được giảng sanh Như vậy thì rất là đặc biệt Nên những anh em ở trong chùa Nghe được những công đoạn này Anh em chúng ta đó Phải buông cái ta xuống đừng có chấp nhất cái chỗ á, lời nói rồi giận hờn để trong tâm đây là cái khổ chứ không sung sướng gì cả quý vị thấy tình chấp á, nặng nề của chúng sanh chưa đời trước á, con gắn này chết bị người ta giết lầm như vậy đó mà nó còn á, lôi kéo đời sau nó phải giết cái mạng người này lại như vậy thì những vị á, mỗi ngày sát sanh á, thì chắc chắn rằng á, những con vật nó không tha cho quý vị rồi những người á, mà nghe công đoạn này quý vị để ý đi ở dưới quê có nhiều gia đình á, bắt nhái bắt ếch bắt cóc làm những cái nghề đó quý vị coi gia đình đi có gia đình nào mà giàu hay không con cái thì bệnh hoạn èo ọt khó nuôi nhìn giống hịch là bị si đa chuột kia đó vì ngay cái chỗ sát sanh nhiều nên gia đình bất an lộn xộn vợ chồng thì câu có với nhau quýnh lộn chữ lộn um sùm nhà cửa không có ngày yên rất là rõ ràng đó là cái nghiệp sát sanh hiện báo còn cái quả báo kế tiếp còn đáng sợ nữa phải đi trả mạng người ta giết một con gắn mà người ta còn phải trả mạng nhưng mà vị đó là vị tu hành đó mà còn phải trả một mạng ông về ông báo mộng ông nói với con ông rằng không có nên trả thù vì đời trước cha đã giết con gắn này đời này con gắn này làm người nó giết cha lại một mạng trả một mạng các con à các con đừng có đi tìm kiếm để báo thù làm chi cả đó là người có tu hành không có tình chấp nên họ cỡ mở quán thù ra họ muốn cho quan gia nên giải đừng nên kết nữa còn con gắn kia đó là nó kết quán thù nên tâm địa của nó sân si thì mỗi một người mà nghe được Phật pháp quý vị nghe những công đoạn này chúng ta sát sanh một ngày bao nhiêu con vật quý vị biết á, nhất là trên thành phố á, người ta thường ăn đồ sống thí dụ như là lẩu cá kèo á, nước đang sôi sùng sục sùng sục lên bên đây là các kèo sống bắt đầu là đổ các kèo vào cái lẩu đậy lại chúng ta bây giờ nghe phật pháp ấy, chúng ta phân tích chỗ này nè quý vị ngồi suy nghĩ nè chúng ta chỉ cần phỏng da tay một chút thôi quý vị thấy có nóng hay không quý vị bị một cây kim đâm vào tay một chút quý vị thấy như thế nào cầm dao cắt đồ lỡ cắt chúng tay chảy máu một chút thôi quý vị đi tìm băng keo cá nhân băng lại liền như vậy đó mà vì miếng ăn người ta đang sống nhảy sôi sỏi như vậy chúng ta đổ vào nước sôi đậy lại sự quán hận sự kêu gào của nó cỡ nào quý vị con gà con vịt con cá bất cứ một con vật nào quý vị muốn giết nó nó đều là chạy đó có nghĩa là nó cũng như chúng ta ham sống sợ chết chúng ta vì sức mạnh mà chúng ta giết nó để ăn như vậy thì cái chỗ quán thù của nó nhất định là nó phải tìm chúng ta để đòi nợ người ta giết một con gắn mà phải trả một mạng chúng ta đã giết bao nhiêu con vật rồi nếu bây giờ chúng ta nghe được phật pháp có thể quay đầu hướng thiện thì có thể chúng ta quá giải được Tội nặng báo nhẹ Còn nếu như chúng ta Cứ cố phạm Thì quý vị nghĩ cuộc đời chúng ta như thế nào Tất cả những người Làm nghề sát sanh Không có gia đạo người nào mà tồn tại cả Gia đình Đi săn bắn không tồn tại Bắt cóc, bắt ếch, bắt nhái, bắt chuột Về bán không tồn tại Người bắn cá đập đầu cá lóc mỗi ngày Một thời gian cái tay này liệt Đứa con sanh ra là phá gia chi tử Phá của cả gia đình này sạch Đến tuổi già không còn cái gì nữa cả Nghề sát sanh đáng sợ như vậy Chúng ta vì miếng ăn mà quý vị thấy Chúng ta giết chúng sanh ghê gớm hay không Con cá lóc đang sống như vậy Cầm cái dao đập vào cái đầu nó xịt máu Vì miếng ăn đó Nó dậy 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 nó chưa chết đạch vào đầu nó thêm một cái nữa cho nó chết hoặc là quý vị có thấy con cá lóc đang sống như vậy cầm một cái cây nhọn xuyên vào trong cái miệng nó xuyên qua đến cái đuôi của nó bắt đầu là để nó lên lửa đốt nó để nướng chui quý vị thấy gì miếng ăn mà kinh khủng hay không quý vị còn có những người con khỉ đang sống như vậy Họ muốn tẩm bộ Họ bắt con khỉ Họ buộc dây hai chân hai tay nó lại hết Bắt đầu Nó có một miếng dán Nó khoét một cái lỗ Vừa cái đầu con khỉ Nó để con khỉ vào chỗ đó Đưa cái bộ não con khỉ lên Bắt đầu là nó chuẩn bị muối chanh đồ sẵn hết Nó cầm cái dao Nó sẹt một phát Là đứt đi cái bộ não con khỉ Bắt đầu là nó để muối chanh nó nặng vào đó bắt đầu là lấy muỗng múc ốc con khỉ để ăn gọi là tẩm bổ ốc khỉ chúng ta khi vừa khởi lòng sân hận thì tức khắc thịt chúng ta trở thành chất độc chúng ta giết con khỉ như vậy thì thịt con khỉ trở thành cái gì ốc con khỉ trở thành ốc gì ốc độc chúng ta ăn ốc độc mà nói rằng là tẩm bổ nên những người đó điên loạn những người đó giết người hại vật săn si vì sao? Vì mỗi ngày họ bỏ chất độc vào người mà nói rằng là tẩm bổ. Còn người thế gian vì dục vọng họ đi tìm những cái thức ăn mà làm sao cho họ có năng lực để mà dục vọng. Vì một chút hưởng thụ tạo bao nhiêu là nghiệp lực. quý vị nghĩ nếu chúng ta mà không nghe được Phật pháp thì cuộc đời chúng ta tạo bao nhiêu nghiệp Rồi đi đọa lạc chừng nào ra Một kiếp con người này quá ngắn ngủi rồi Nếu chúng ta gì kiếm tiền gì vật chất Mà chúng ta tạo bao nhiêu nghiệp lực Như vậy thì cuộc đời chúng ta khổ rồi quý vị, vị à Rất là may mắn Chúng ta gặp được Phật Pháp Những đức nếu không gặp Phật Pháp Thì bây giờ những đức cũng còn làm nghề sát sanh Rất là may mắn mình gặp được Phật Pháp Mười năm nay ăn chay niệm Phật Mà còn khuyên người ăn trái niệm phật phóng sanh hội sanh nữa nên nghiệp lực nó đứng lại chưa tiêu đâu nó đứng lại nó chờ coi của mình tu như thế nào nếu cặn tử nghiệp của chúng ta mà không đủ định lực để niệm phật thì nó sẽ đến kéo chúng ta vào ba đường ác đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó không có tha cho mình đâu giết một mạng chúng ta trả một mạng những người mà từng mang cái nghiệp phá thai thì là mang nghiệp gì? Giết người. Những người mang nghiệp phá thai đến gặp những đức họ nói rằng thầy ơi, con ngủ bằng đêm con nghe con nít khóc thầy à, có những đêm thì con thấy một đứa bé nằm kế bên cạnh con, có những đêm thì con thấy có một đứa bé con đang bồng trên tay mà là con trai dễ thương lắm thầy ơi. Như vậy là như thế nào thì những đức hỏi cô đã từng phá thai mấy lần rồi? Thì cô này nói ủa sao thầy biết? Những đức nói, những đức nghe cô nói là những đức biết cô chắc chắn là có phá thai. Cô nói con phá thai ba lần. Cô phá thai những cái thai nhi đó đeo đẳng theo cho cô thấy để cô cố gắng tu hành hồi hướng đi. Còn có những bé người mẹ này nằm mộng thấy bé đòi đồ, đồ, nói rằng con không có thức ăn, con không có đồ bạn, mẹ cho đồ con đi, cho thức ăn con đi. Đó là phá thai những thai nhi đeo đẳng theo Khi phú quý vị giảm Thì chắc chắn rằng Nó có thể quấy rầy quý vị được Nhưng quý vị coi đi những người mang nghiệp phá thai Thân thể bệnh hoạn Rất là khổ sở Và gia đạo từ vợ chồng sống với nhau Khó thế nào được hạnh phúc Sanh ra những đứa con là Chở ngại chúng ta làm chúng ta đau lòng Đó là cái chỗ trả nghiệp của hiện báo còn quả báo thì cận tử nghiệp sẽ xử quý vị đi vào ba đường ác không có ngày ra vì chúng ta mang nghiệp phá thai quý vị phải nhớ mang nghiệp phá thai này không phải một mình người đàn bà chịu đâu mà người đàn ông cũng chịu nhưng người đàn bà chịu nặng hơn người đàn ông vì quý vị mang bầu thai trong bụng mà quý vị đi phá nó từ nào đó những người mà mang cái nghiệp phá thai Đừng bao giờ xem chuyện này là chuyện bình thường Những bé còn trẻ Đừng bao giờ xem chuyện phá thai là chuyện bình thường Mà tùy tiện yêu thương Tùy tiện trao thân cho người Chuyện phá thai rất là ghê gớm Người nữ mà tần mang cái nghiệp phá thai Thì sức khỏe của quý vị giảm sút rất là nặng Cuộc đời về sau quý vị khó thể nào có được hạnh phúc từ nào đó mang nghiệp Phá thai là nghiệp giết người Đây là đại sát Một con gắn mà đời sau còn đòi mạng Quý vị giết một mạng người Linh tánh còn cao hơn Như vậy thì tha cho quý vị hay không Không bao giờ tha cho quý vị đâu Nên rất là may mắn Chúng ta gặp được Phật Pháp Gặp ngay Pháp môn tịnh độ này Quý vị mỗi ngày nên chân thật mà niệm Phật Nhớ Phật niệm Phật Có một công đoạn nè chỉ cần tâm niệm, niệm niệm tưởng nhớ Phật, đừng nghĩ về bệnh, bệnh sẽ không còn, dù có bệnh thật, bệnh cũng không còn vì sao? Quý vị không nghĩ về nó, nó sẽ không còn, có thể thấy tất cả pháp thật ra là từ tâm sanh. Chỗ mà chúng ta sát sanh cũng là bệnh. Bệnh sân si, bệnh tham dục nên sát hại chúng sanh. Chúng ta chỉ cần nghĩ câu Phật hiệu Thì bệnh này tự mắc Phật nói trong kinh rằng Nếu một chúng sanh tạo nghiệp Mà nghiệp lực có hình tướng Thì tặng hư không khắp pháp giới Cũng không có chỗ chưa Nhưng rất là may mắn Không có hình tướng Từ nơi đó chúng ta còn sống Chúng ta còn cơ hội Để sám hối Sám hối khuôn pháp hay nhất Đó là thường thường nhớ Phật không nhớ những chuyện ngày xưa đã từng tạo nghiệp Thường nhớ Phật Phật là chữ giác Từ nơi đó chúng ta đi đứng nằm ngồi thường niệm Ai Di Đà Phật Nhớ Ai Di Đà Phật Đó là chân thật sám hối thì nghiệp tiêu Có một công đoạn hòa thượng dạy mà những đức thấy rất là hay Nhiều người chúng ta phạm phải nè Mình không thấy lỗi của người khác chỉ thấy lỗi của mình như vậy tịnh tâm sẽ được định tâm có định mới sanh trí tuệ nếu nói lỗi lầm của người khác tâm mình không bao giờ được định như vậy tổn thất của quý vị quá lớn rồi quý vị mỗi một người chúng ta để ý thích nói lỗi người khác hay không công đoạn này dạy rằng nếu người thường nói lỗi người khác thì tâm người này khó thế nào định tâm người này mà không định thì nhất định là không sanh trí tệ mà người này không sanh được trí tệ thì tha hồ mà đi làm ác công đoạn này rất là sâu đó người ta chỉ chích một công đoạn ngắn này cho quý vị đọc thôi nếu quý vị mà không hiểu cái nghĩa lý của công đoạn này là hiểu sai đấy sống ở thế gian này nếu không có phương tiện thiết pháp thì không thiết pháp được chúng ta có thể nêu lên một số lỗi lầm của chúng sanh đó là để găng nhắc một số chúng sanh đừng làm tội lỗi đó thì không phải là nói lỗi người còn nếu quý vị là người không có trách nhiệm đó mà quý vị ngồi phía sau tụm ba tụm bảy chỉ trích người ta gọi là nói lỗi người vì quý vị không phải là trách nhiệm làm việc đó còn người ta là có trách nhiệm làm việc như vậy chúng ta phải hiểu kỹ người ta sẽ nêu lên những cái việc lỗi làm đó để gắn nhắc những người kia đừng nên tạo nghiệp giống người này thí dụ như người này tu hành mà hai người cử lộn người ta nêu tên hai người này lên để cho những người kia đừng cử lộn người ta bắt hai người này quỳ để gắn nhắc những người kia đừng tạo cái nghiệp đó để bị quỳ như vậy Người đó như vậy như vậy người ta nêu lên Một là đánh tan cái bản ngã của người đó Hai là để cho những người kia Thấy được những chỗ này rất là sợ Không dám làm theo người này Đó gọi là phương tiện thiết pháp Giúp người đừng làm điều sai Còn nếu quý vị đọc công đoạn này mà không hiểu nghĩa lý Thì quý vị nói rằng tại sao ông mỗi ngày đi nói lỗi người ta Nếu không nêu lên những lỗi lầm một số việc Thì làm sao quý vị có thể phân tách ra được Phật Pháp nếu người thế gian này không có người làm lỗi Thì không có Phật Pháp Quý vị nói ra rồi Từ nơi đó Những người về thế giới cực lạc Vẫn còn Là những chúng sanh Đang tu học Nên cảnh giới cực lạc Mỗi ngày phải thiết Pháp Từ nơi đó Chúng ta nghe công đoạn này phải hiểu Nên người nghe Pháp đọc sách Là phải hiểu nguyên lý mỗi người chúng ta phải biết được trách nhiệm của chính mình. Nhiều người đọc một công đoạn ngắn này chỉ đọc qua lo đọc rồi thì ôm tình chấp, nói rằng tại sao người đó nói lỗi người, tại sao người đó nói lỗi người. Nếu quý vị có tâm cảm ơn thì tất cả việc tốt việc xấu của thế gian này quý vị đều mang tâm cảm ơn. Còn nếu quý vị mà mang tâm tình chấp nặng này thì việc tốt thì quý vị dính mắc, còn việc xấu thì quý vị bực mình quý vị trở thành là chúng sanh mê hoặc điên đạo nên chỉ có tâm cảm ơn mà có thể quá giải được hận thù mở ra được tâm lượng lớn từ nơi đó nghe pháp đọc sách là phải hiểu nguyên lý xã hội hôm nay thì thường chích lục ngắn ngắn như vậy nghe cũng hay lắm đó nhưng mà mấy người đọc hiểu được coi văn tự chấp văn tự thì chết rồi cái nghĩa lý bên trong này vô cùng là sâu sắc Một đống nghĩa lý bên trong của mỗi câu mỗi chữ đó Quý vị nghe nổi hay không Từ nào đó phải cần người giảng thiết cho quý vị nghe đó Rất là mong tất cả chúng sanh nghe được Phật Pháp Buông xuống tình chấp nặng nề nhất tâm niệm Phật Khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạ Sáng hôm nay chúng ta học tập đến đây Xin mời quý vị chắp tay lên hồi hướng Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Và chúng sanh đồng sanh về tình độ